Hoa hậu Mỹ Linh lần đầu đọ sắc Ngọc Trinh và cái kết gây choáng. Xem ra lần đụng độ nhan sắc của hai đại mỹ nhân đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của mọi người. Trong một sự kiện thời trang mới được tổ chức tại Hà Nội đã quy tụ rất nhiều mỹ nhân đình đám của Vbiz như Ngọc Trinh, Kỳ Duyên, Mai Phương Thúy, Đậu Mỹ Linh. Ai cũng đẹp và lộng lẫy trong những bộ đầm sang trọng và hết sức tinh tế. Ở phần ghế dành cho khách mời, không khó để nhận ra tân hoa hậu Mỹ Linh được xếp ngồi cạnh nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Ngọc Trinh mặc chiếc đầm xanh được thiết kế cut out khá tinh tế, trong khi tân hoa hậu đẹp thuần khiết với chiếc váy trắng hai dây. Tuy nhiên, khi ngồi cạnh nhau có thể thấy, nữ hoàng nội y nổi bật hơn với làn da trắng, gương mặt cũng tỏ rõ vẻ ngây thơ, còn tân hoa hậu nhìn có phần sắc sảo hơn hẳn đàn chị. Nhiều người cho rằng Ngọc Trinh còn nổi bật hơn tân hoa hậu. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng do Mỹ Linh không chủ động tạo dáng, toàn bị chụp góc nghiêng nên mới bị dìm hàng như vậy. Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!